Ây trời ơi, bấm mỏi tay quá. Cày chiến trường 4.4 mệt quá, inbox ông Mí gấp thôi. Ok anh em, qua tuần sau chúng ta sẽ có cái nhiệm vụ chiến trường 4.4 anh em. Thì anh em nào đang bận đi học, đi làm á, không có thời gian á, thì có thể liên hệ mình anh em ha. Chỉ với 30 lúa thôi thì anh em sẽ full cái nhiệm vụ chiến trường này. Thông tin thì mình sẽ để dưới phần comment, và cũng như là anh em có thể inbox để biết thêm chi tiết ha. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 6 của cái event tuần 3 từ khi ra mắt con tướng mới Cà Rốt Su Long rồi anh em ơi. Thì tầm cỡ ngày mai anh em, chiều ngày mai chúng ta sẽ có thông tin về vị tướng mới đợt này là ai. Và ngày hôm qua mình cũng đã có làm một cái clip dự đoán về cái con tướng mới đợt này là ai rồi đấy. Thì nói chung là kết quả thì chúng ta đợi vào chiều ngày mai để chúng ta sẽ biết anh em ha. Nên là ngày hôm nay là một ngày khá là rảnh luôn anh em. Nên là mình sẽ tranh thủ mình làm một cái meta tháng 6 anh em nha. 12 cái con tướng mạnh nhất beta tháng 6. Rồi ông nào mà qua tuần sau thì tỷ lệ rất là cao nó sẽ có thêm cái event là chiến trường 4/4 đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ mình em nha. Cái hồi nãy mình có để ở trên đầu clip rồi đó. Thì em có thể liên hệ nha. Rồi thì hiện giờ đang có rất là nhiều team và cũng như là rất là nhiều cái con tướng là đang tranh giành 6 cái slot đầu để mà tạo ra một cái meta mới. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích từng con nè, phân tích từng team. Hiện giờ đang có những cái team nào đi chung với lại nhau thì nó hợp lý anh em ha. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ coi luôn cả Ngọc nè, kể cả Bét nè, rồi cách build của con đó như thế nào. Cái này thì là mang tính chất tham khảo nha, mỗi người một cách chơi, nên là đây là cách chơi của mình, anh em có thể tham khảo để mà build lại cho cái team anh em là một cách hợp lý nha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với lại cái team mà mình nói chung là chúng ta phải giữ lại ba con anh em nha, giữ lại ba con. Đó là con Bato nè, con Jinbe và con Hiyori. Ba con này bất di bất dịch, không có thay ra được anh em nha. Nhiều ông hiện giờ đang bảo rằng á, anh bỏ con Jinbe ra đi, bởi vì con Jinbe bây giờ nó không có hút được cái khiêu khích của con Cà Rốt á, nên là nó phế rồi, nên là không có chơi được nữa. Nhưng mà không anh em nha, tuy nó không hút được cái khiêu khích của con Cà Rốt, nhưng mà nó vẫn sẽ hút được những cái nộ đầu của con Aozikuza này, nói chung là tất cả những cái con tướng luôn ấy anh em. Aozikuza này và như là những cái hiệu ứng đó, nên là không thể nào bỏ ra được đâu nha anh em. Khó khăn lắm là mới khắc chế được con Jinbe bằng cái con cá mập 3 sao đấy anh em ơi, nhưng mà bây giờ mình chưa có đó thì không nên bỏ nha. Ba con này là bất di bất dịch nha anh em nha. Rồi đầu tiên đó là cái team sát thương Bluetooth. Team này hồi đợt mình có test cho anh em xem rồi đấy. Thì công việc của cái team này nó chỉ đứng im một chỗ thôi, không cần phải làm gì cả, team địch tự động hẹo. Thì đây anh em ơi, đây là cái team Bluetooth đây. Thì anh em có thể áp dụng cái team này nha. Rồi công năng của từng con anh em ơi, thì cái con Aozikuza nó lộn, cái con Akanu á, thì nó có phản đam anh em nhá, có phản đam tim nè. Thì nó sẽ gây được sát thương tầm xa. Rồi con Bolilith á thì nó có cái quỷ ám anh em, thì khi mà kẻ địch nó hành động á thì nó sẽ gây sát thương toàn tim, và cái phản kích đến từ vị trí của con Usopp đánh ké đó anh em. Và cũng như là ba con tướng còn lại đó, thì anh em chắc chắn là chúng ta phải chơi ba con này rồi anh em nha. Nên là mình sẽ để vị trí này, vị trí thì anh em có thể thay đổi như thế này hoặc là như thế này, này tùy anh em thôi. Rồi đó là cái team Bluetooth anh em. Nhưng mà cái team này thì mình đánh giá nói chung là cũng ở tầm trung thôi, chứ cũng không có thuộc gọi là meta đâu nha anh em. Team này thì anh em build khá là dễ, anh em có thể thay Usopp bằng con Mi Hắc đồ các thứ, hoặc là Siki nếu mà anh em muốn ha. Nhưng mà hai cái vị trí mà chúng ta nên chơi là Bo Lilith, nhưng mà cái con Bo này thì nhiều khi anh em không có, nên là hơi khó build một tí. Rồi đây là cái team Bluetooth. Rồi tiếp theo nữa đó là cái team hiệu ứng anh em ơi. Đây hôm nay là bonus thêm cho chúng ta là cái team có hiệu ứng luôn đấy. Rồi team hiệu ứng ha, thì nó sẽ gồm có những cái con này. Team hiệu ứng nói chung là hơi khó build một tí. Đây nó sẽ gồm có như thế này. Chúng ta build thêm một con Cà Rốt và một con tướng đam nữa. Anh em có Mi Hắc thì anh em bỏ vô, còn không có Mi Hắc thì anh em chơi Siki nha. Chơi Siki. Rồi team hiệu ứng là cái team như thế này. Công năng của cái team này á, thì cái con Cà Rốt á là nó sẽ khiêu khích AOE. Nó sẽ khiêu khích kẻ địch ra. Cái này thì công năng của nó anh em biết rồi ha. Còn con Sugar á, tại sao lại có Sugar anh em ơi? Thì nó sẽ có cái hiệu ứng ụp nón anh em. Nếu mà kẻ địch gắn con Hiyori ở hàng sau thì anh em ụp nón trúng được con Hiyori của kẻ địch á, thì con Hiyori nó sẽ mất luôn cả cái hồi sinh cho team. Nếu mà ụp trúng được con Bato á
thì nó sẽ không có búp được cái bức họa cho team. Nói chung là cái này là rất là ngon luôn nha anh em, rất là ngon. Nhưng mà nếu mà con Hijiri hoặc là con Bato ở hàng đầu thì sao? Bỏ con Sugar ra anh em, bỏ Sugar ra, chơi con Bo Lilith đó, để cho nó hoa vũ hàng đầu nha. Nhưng mà cái điều kiện anh em phải có con Bo tóc cao và cái con Sugar phải đạt được E5 đó, thì chúng ta mới chơi hiệu quả được anh em nha. Và đặc biệt là con Carrot anh em cũng phải E5 nha. Anh em không có cá mập 3 sao thì anh em bắt buộc phải lên Carrot E5 để mà khiêu khích toàn mục tiêu. À, thì cái team này anh em được cái là nó sẽ search down team địch khá là sớm. À, bởi cái kỹ năng là dồn sát thương và cũng như là cho kẻ địch không có hồi sinh được. Đây là cái team mình đánh giá khá là cao anh em nha. Team này là team đánh giá là mà tương lai luôn đó anh em, tương lai là cái team luôn đấy. Cái này đó anh em là chúng ta chưa biết tướng mới là ai. Nếu mà có tướng mới rồi qua tháng sau thì mình sẽ cập nhật sau anh em nha. Đó, nếu mà có tướng mới đây, nếu mà ví dụ như là team này đi, đây team này nếu mà ông nào mà có MH đó thì anh em chơi như thế này đó. Hoặc là anh em thấy hiệu ứng nhiều rồi á, anh em không có con, chưa có con Sugar á, thì anh em chơi thử cái team này anh em đó. Cái team ngày hôm qua đến giờ mình cũng có test á, thì đâu vậy ta, đây team này như thế này rồi, ok. Đó là cái team có con LG Kusan đi chung với lại con MH cực kỳ ghê. Hoặc là anh em có thể chơi như thế này. À, đây là cái team hiện giờ mình thấy khá là tối ưu nè anh em. Đó, team này nó vừa có hiệu ứng nè. Team này là team line giữa hiệu ứng cũng như là dồn đam anh em nha. Rồi có LG Kusan là băng AOE nè anh em. Đó, LG Kusan hiện giờ đang còn rất là mạnh luôn anh em ơi. Nên là nó sẽ có rất là nhiều team và như là rất là nhiều cái sự lựa chọn để anh em hoán đổi vị trí cho tụi nó để mà đạt được cái chiến thắng cuối cùng. À, rồi ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích từng con anh em ha. Rồi đây là cái bảng T-list của mình đây anh em ơi. Bảng T-list của mình. Đây. À, đây là cái team mình đánh giá cao nè anh em ha. Chúng ta có thể thay thế con Sugar thay thế như thế này để từ từ để mình coi thử coi. Siki bằng con MH cũng được anh em nha. Đó, nhưng mà nếu mà anh em nào mà cái này là để coi coi kéo cái này lên. Đây, như thế này đi. Đó, thì anh em có thể thay thế vị trí như thế này. Đó, một trong hai anh em có MH thì chơi MH. Nhưng mà MH anh em phải đạt được E5 nha mới mạnh nha. Còn không thì anh em chơi Siki thôi. Đó, giống như trang như vậy. Để mình lưu lại đi tí dễ nói nè. Rồi, cái vị trí này thì đây, như thế này nè, mới hợp lý nè. Đó, rồi, ba con bất di bất dịch á thì anh em quá rành rồi đúng không? Con Jinbe đầu tiên đi em nha. Jinbe đầu tiên đi. Thì con này thì anh em quá rành về nó rồi anh em. Con này thì nói chung là nó sẽ hút những cái hiệu ứng xấu của team. À, và cũng như là gánh đam cho team anh em gánh được cái nộ đầu và cũng như là cái hiệu ứng á, ví dụ như là con LG Kusan nó nộ vào đó thì con Jinbe này sẽ hút được luôn em ha. Nhưng mà con Jinbe này bây giờ là chúng ta không có cần phải build cho nó thủ nữa em ơi, không cần phải đam nữa. Nó chỉ cần tóc cao hơn kẻ địch thôi. Bởi vì á, con Jinbe này nó có sẽ có một cái cơ chế, đó là cơ chế so sánh tóc anh em ơi. Đó, thì đơn cử như là anh em gắn con Bo Lilith á, mà cái tóc của con Bo Lilith á nó thua cái con Jinbe. À, thì nó cũng sẽ, ủa đâu rồi ta, rồi đang quay tự nhiên cứ bị văng ra nè em rồi. Ok, tiếp tục nha. Thì con Bo Lilith nếu mà tóc nó thua con Jinbe thì nó sẽ hoa vũ được mỗi con Jinbe thôi. Đó, và đặc biệt thêm nữa anh em, đơn cử như là cái con Carrot Sulong đi, thì con Carrot Sulong nếu mà dưới E5 á thì nó sẽ bị con Jinbe hút luôn cả cái khiêu khích nè. Rồi nếu mà rồi tới con LG Kusan, nếu mà tóc con LG Kusan thua con Jinbe thì nó sẽ bị hút luôn cả cái trừ nộ đó, và cũng như là hút luôn cả cái giảm tóc anh em. À, thì cái cơ chế này thì anh em quá rành rồi đúng không? Đây, hút cái giảm tóc nè anh em. À, đây đầu trận đấu giảm vĩnh viễn 200 tốc độ. Nếu mà con LG Kusan này tóc cao hơn con Jinbe của kẻ địch á thì nó sẽ là trừ được tóc, và ngược lại nếu mà tóc thấp hơn Jinbe đó thì nó sẽ không được trừ được tóc anh em ha. Còn trừ nộ thì nó sẽ trừ mỗi con Jinbe thôi. Nên Jinbe hiện giờ đang vẫn còn chơi rất là ok luôn nha anh em, chưa có bỏ được đâu nha. Đó, bây giờ Jinbe là không cần phải build thủ nữa. Anh em build mát tóc luôn anh em, build mát tóc luôn nha. Rồi gắn những cái con bé thì có tóc nè, ba xít nè, và cũng như là rồng vàng được các thứ á. Rồi anh em gắn những cái bảo vật có tóc, rồi vòng tinh lâm đồ nè. Đây, lấy tóc HP cho nó luôn nha. Cái cách build Haki luôn đây anh em. Mát tóc luôn. Build Haki mát tóc luôn anh em. Cái này thì để tăng cái độ chống chịu cho con Jinbe thôi. Rồi, còn về ngọc thì anh em build ngọc tóc cho nó luôn nha. Anh em cứ có ngọc tóc thì anh em build theo bộ, hoặc là anh em có thể build theo món cũng được anh em. Đây là mình build theo món nè, đây tóc nè. À, đây có tóc nè, vừa có thủ vừa có tóc luôn anh em, rất là ngon. Nếu mà có thủ nữa thì lại càng ngon. Nhưng mà anh em ưu tiên build tóc cho nó nha. Đây 19,9 tóc nè, 17 tóc nè.
đó, tóc cong xuyên thủ nè, đó tóc nữa nè, đó đó là về con Jinbe anh em nha. Con này nói chung là bất di bất dịch rồi. Rồi tiếp theo là con Hiyori. Thì cái con này thì nói chung là nó có thể hồi sinh cho toàn team tới tận 10 lần thì con nào ông nào cũng biết rồi đúng không anh em. Cái nộ của nó có thể xóa được những cái trạng thái xấu nữa. Đó nên là rất là ok. Ủa cái con Hiyori này mình chưa có gắn bét vô ta hiện diện, qua đến giờ qua đến giờ BK nó bị thua. BK bị thua ta. Cánh cục Lam Thành. Rồi, bét của con Hiyori á thì anh em nhớ nha, gắn cái con cánh cục Lam Thành để hạn chế cái vụ mà bị dồn đam ngay từ cái pha đầu tiên á. Đó thì anh em hạn chế cái vụ này anh em nha, bằng cái là cái nội tại của con cánh cục Lam Thành. Rồi, cái cách build thì anh em build cho, hiện giờ mình đang build cho con Hiyori này mát là tóc với lại cong anh em. Tóc cong. Đang build mát tóc cho nó luôn. Nói chung là rồi, Haki thì anh em sử dụng cho nó là 30% hồi lại 100 nộ ha. Còn về cái đá đó thì anh em build cho nó cái đá gọi là, để mình nhớ coi, đá bên này thì đang build cho nó đá, đá tóc luôn anh em ơi. Hiyori này mình đang đi theo đường tóc, nói chung là nó có gây đam được, nhưng mà con này tướng support nên là chúng ta build tóc nó để nó nổ sớm sớm một tí, bởi vì nhiều khi team của chúng ta nó bị trừ nổ á, nên là chúng ta lấy con Hiyori này bù lại cái số nổ cũng được anh em nhé. Lấy tóc cho em nó cũng khá là hợp lý đấy, đó là cái cách build Hiyori của mình. Rồi tiếp theo nữa đó là cái con tướng là không thể bất di bất dịch được anh em nha, đó là con Bato. Con Bato anh em ơi, con này thì thôi khỏi phải bàn đó anh em, nó là vào thẳng meta rồi anh em, nó vào thẳng meta rồi. Cái cách build thì cũng khá là đơn giản, anh em build mát tóc cho nó luôn nha. Đây rồng vàng nè, hoặc là anh em kiếm cái con bét nào có tóc ha, rồi gắn cho nó vòng tinh lâm hoặc là những cái bảo vật nào mà có tóc luôn nè, rồi lấy cho nó tóc HP luôn nha anh em, đá tóc HP. Cái cách build Haki thì cũng mát tóc luôn, nhưng mà anh em cho nó 30% tăng 100 nộ nha. Con này chỉ cần nộ thôi là team sống rồi. Và đặc biệt anh em phải lên E5 để mà chúng ta có tỷ lệ là có hai lượt bất hoại nha. Tại sao lại build tóc anh em? Bởi vì cái con Bato này nó phải có tóc cao, cực kỳ cao để mà nó lấy cái bất hoại cho toàn team đầu game để không có bị dồn đam. Nếu mà team của mình con Bato nó búp chậm quá, team bị dồn đam hết trơn thì lấy ai để mà gánh đam anh em. Đó rồi, tới cái phần đá thì chúng ta cũng build mắt tóc thôi anh em, hầu như là ba con đầu đều build mắt tóc cả. Đây đá, đây đá của con Bato đây anh em, tóc nha, 30 tóc nè. Cứ có tóc là đẩy hết cho em nó luôn. 17 tóc nè, 17 tóc nè, 17 tóc nè. Đẩy 17 tóc không nhở, toàn 17 tóc độ không à. Con Hiyori hình như là tóc nó xịn hơn. Không, Hiyori thì mình mang theo bộ anh em. Bộ này vừa có tóc vừa có cong nữa nè. Anh em để ý nha, vừa có tóc vừa có HP, hồi HP rồi có tóc nữa nè. Ôi cái bộ này ngon nhờ, tính ra cái này tăng tóc quá trời luôn nè. Rồi đó là con ba con bất di bất dịch nha. Rồi tiếp theo nữa là một con tướng đam anh em nha. Anh em nào có mi hắc á thì anh em chơi ví dụ như là con mi hắc của mình đi. Cái cách build thì anh em ai cũng biết rồi anh em, con mi hắc này anh em build mát tóc luôn. Mình build được cái con Blue Dragon cho cái con mi hắc này là cộng thêm 5% tóc nè, 20% công, khá là ngon. Rồi anh em có thể gắn bảo vật tóc cho nó, hoặc là anh em có, nếu mà có bảo vật xịn ví dụ như là Burakan rồi các thứ á thì quá tuyệt vời anh em. 10% tốc độ đây nè, 60% công, có cả miễn chống nữa. Còn nếu mà không có Burakan á thì anh em có thể thay bằng cái nhẫn anh em, nhẫn ruby xanh. Nhưng mà con MH này thì anh em mình là đề xuất cho anh em là nên chơi nó ở là E5 anh em nha, để nó đạt được một cái lượng tóc cao nhất có thể. Khi mà lên được Goma nó sẽ có một cái móc bên này là 379 tóc nè. Thì nó sẽ có một cái lượng tóc cao. Khi mà có tóc cao hơn đối thủ, con MH này nó sẽ có một cái hiệu ứng uy nhiếp lên người đối thủ nha. Nên là phải có tóc cao hơn. Và đặc biệt cái sự chênh lệch tóc của con MH này càng cao, nó sẽ có một cái lượng sát thương càng to lên người đối thủ anh em, có cả trừ nộ nữa nha. Con này tướng limit rồi, không thể nào mà bàn cãi rồi. Rồi và nếu mà anh em không có MH thì chơi con gì? Chơi Siki anh em. Anh em có thể thay thế vị trí giữa MH với lại Siki được nha. Đây, con Siki này là một con tướng ra mắt cũng khá là lâu rồi anh em ha. Cái cách build thì anh em build cho nó đang hiện giờ đang đơn cử như là cái chí mạng và sát thương chí mạng. Nhưng mà mình đang build cho nó thử cái đường miễn chống á anh em, để mà kháng lại cái những cái hiệu quả là bị đóng băng á. Đó nên là anh em có thể thử cái đường này thử coi như thế nào nếu mà anh em gặp con Yamato. Còn cái kỹ băng hà của cái con Amjikuzan thì không có kháng được đâu nha anh em. Miễn chống cao cỡ nào cũng không kháng được đâu. Và đặc biệt con này có thể khắc chế được cái khiêu khích của con Karos. Khi mà team địch nổ anh em,
nó sẽ có một cái skill, đó là nó sẽ xóa những cái trạng thái xấu ở trên người. Đây, mỗi khi có tướng địch sử dụng nè, có tướng thôi nha anh em, và kể cả bên mình và bên địch luôn, có 65% cơ hội xóa toàn bộ hiệu ứng xấu, kể cả cái khiêu khích của con cà rốt luôn. Đó, nên là con này có thể là nộ được đầu game bình thường anh em, chả sao cả nha. Đó, và đặc biệt nó có thể nộ được liên tục. Anh em có thể gắn những cái con bét có chí mạng và sát thương chí mạng hoặc là công cho nó anh em ha. Mình đang gắn thử cái con cua đỏ nè, rồi gắn cho nó cái bảo vực vòng vĩ thúy, hoặc là anh em có thể gắn bá đao nha anh em nha. Gắn bá đao, rồi đá thì đá chơi sát thương chí mạng và chí mạng luôn nha anh em. Về cái haki cực kỳ quan trọng anh em nhớ. Con, ủa con Siki này sao mình đẩy mái tóc rồi ta, hơi bị lộn anh em ơi. À, hôm bữa mình leo hôm bữa mình đi leo cái vực thẳm anh em, mình đẩy mái tóc anh em. Con này đáng lẽ phải công mới đúng nha, nó là phải mát công không phải tóc đâu. Khổ thực sự ấy. Rồi để coi, rồi ok, rồi đây là cách build haki nha. Và đặc biệt anh em nên nhớ cho con Siki, nếu mà muốn nó nộ liên tục thì chúng ta phải có 30% cơ hội hồi lại 100 nộ là cái này đó anh em nhớ nha. Rồi cách build đá đó thì chúng ta cùng vào xem luôn là cái cách build đá như thế nào. Đây build đá đây Siki. Rồi con này mình đang build đá miệng trống anh em. Nhưng mà nếu mà đúng ra thì anh em build cho nó hoặc đá công hoặc là đá chí mạng và sát thương chí mạng, giống y chang như là anh em build cái con Budin vậy đó, y xì như vậy thôi anh em. Đây anh em mang bộ đá này cho nó là hợp lý luôn nè. Sát thương chí mạng ha, mình đang đi thử cái đường miệng trống á, nhưng mà thấy cũng khá là hiệu quả anh em. Nhưng mà miệng trống, nó miệng trống thì thôi, nó cũng có phần chí mạng nè, nó cũng có thêm phần trăm công nè, sát thương chuẩn nè anh em, phải đơn giản lắm nha. Đây cái này ngon nè anh em, 21.8% chí mạng, cái cục đá này quá tuyệt vời rồi. Hoặc là đem có thể mang cái bộ thạch anh vàng để mà tăng thêm sát thương chí mạng cho con Siki. Rồi đó là cách build Siki anh em nha. Rồi tiếp theo nữa đó là con cà rốt. Trời ơi con cà rốt này quá mạnh, vào thẳng meta nha anh em, vào thẳng meta. Rồi khi mà em nó chưa được E5 á thì em nó khá là lỏ. Bởi vì sao anh em? Bởi vì nó không có bỏ qua cái cơ chế so sánh nộ. Cơ chế so sánh tốc là gì? Thì nó sẽ so sánh tóc với lại con Jinbe. Nếu mà con Jinbe nó tóc cao hơn con Karot á thì con Karot nó chỉ có khiêu khích được mỗi con Jinbe thôi. Và ngược lại, tóc Karot cao hơn á thì con Jinbe nó sẽ là người gọi là nó không có gánh cái khiêu khích cho team được anh em. Nhưng mà khi mà lên được E5 có Germa rồi thì nó sẽ bỏ qua cái cơ chế so sánh tóc anh em. Đây đầu trận đấu gây hiệu ứng khiêu khích lên toàn bộ team địch, khiêu khích không thể dùng kỹ năng nộ và bị cưỡng chế là tấn công người gây hiệu ứng và có thể xóa nha. Khi được kích hoạt thời điểm đầu trận đấu bỏ qua cơ chế so sánh tóc, anh em phải lên được Germa nó mới có cái dòng này. Lên Germa là bắt buộc anh em phải lên E5 anh em nha, thì chúng ta mới chơi được con Karot này nha. Thì bây giờ là mình tuyên bố luôn là nó vào thẳng meta rồi đấy. Thì nếu mà từ khi có em nó, mình BK dễ win hơn ngày xưa nhiều. Đó, và đặc biệt em nó cực kỳ trâu, cực kỳ trâu anh em. Mình nhớ có một cái hình ảnh ở trên group á, có ông tên gì quên mất tiêu tên rồi anh em ơi, 1 tỷ HP. Cái con mà đơn cử anh em, con bét mà đề xuất cho anh em gắn á, là những cái con có phần trăm HP. Đó là cái thêm một con nữa, đó là con khủng long cũ dài anh em. Má ơi, lên HP cực kỳ nhiều anh em. Nhiều đây HP thôi là mình thấy nó đam ok la lắm rồi nè. Mà 1 tỷ HP, má ơi kinh khủng thực sự anh em. Rồi, cách gắn thì gắn cho nó, build cho nó max HP anh em nha. Có bảo vật nhẫn hoa thì gắn, còn không thì anh em chơi rìu đầu lâu cũng được, nó cộng HP cũng nhiều lắm. Đây anh em build cho nó là HP luôn nha anh em, phần trăm HP luôn. Cái này là mình làm mới chưa có ra nè, nên là mình lấy một chó 100 thêm một chút chí mạng để hoán đổi anh em ơi. Nâng cấp luôn không? Nâng cấp được anh em. 140 má ơi, 140 cái hết bả rồi còn đâu. Thấy hoán đổi thử coi. Ra HP chơi luôn nha anh em. Con này không có cần phải chơi công đâu. Không cần phải chơi công đâu anh em ơi, có HP chơi là được rồi. Tóc xuyên thủ nè, HP tốc độ, HP tóc cũng không cần luôn anh em. Không cần. Trời ơi, bây giờ là mới ra được cái HP thì hơi chua nha. Công xuyên bỏ luôn. HP, cái này chính xác nữa nè, 36% lưu cái này lại cũng lên được một chút HP nè anh em. Chính xác này cũng không cần anh em nha. Lấy 36% này cũng được. Thôi lấy đỡ tạm đi, lấy tạm cái này đi. Rồi cách build đồ á thì anh em build như thế này nha, để tối ưu hóa cái phần trăm HP của anh em.
Rồi cái cách build Haki thì anh em cứ mát HP thôi anh em. Đây HP nè, lấy cho nó luôn cả cái tăng hiệu ứng hồi HP nha, với lại là cuối mỗi lượt là tăng 15% HP đã mất nha, lấy cho nó thêm. Đây, và đặc biệt thì anh em lấy cho nó thêm cái phần Haki này cũng được anh em nha. Đây, có 30% cơ hội hồi lại 100 nộ đấy. Bởi vì khi mà con cà rốt này nó nộ á thì nó sẽ cường hóa bản thân, tăng 50% HP tối đa và có 25% là giảm sát thương duy trì 5 lượt lượng anh em. Nó càng nộ thì nó sẽ càng trâu. Nó sẽ bem theo phần trăm HP, gây đam dựa theo phần trăm HP luôn anh em. Và nó sẽ choáng cái mục tiêu có HP cao nhất. Nhưng mà những cái con tướng á mà nó có kháng những cái hiệu ứng cơ bản anh em, ví dụ như là con Kaido hay Rid nè, hay Ensabo nè, và những cái con tướng mà nó kháng những cái hiệu quả gì bị gì ta, khiêu khích đó, là không, khiêu khích vẫn bị nha, đóng băng nè, rồi bị choáng nè, câm lặng nè, đó thì con cà rốt này nó không có choáng được anh em nha, không choáng được. Rồi ok, con này thì thôi quá mạnh mẽ rồi anh em. Đó, anh em build cho nó max HP luôn nha. Còn về đá thì anh em có thể chơi cái bộ đá này. Đâu rồi ta? Đây, đá đây anh em. Đá theo bộ hoặc là đá đơn cũng được anh em. Đây, miễn sao có cái phần trăm HP cao nhất rồi là được rồi anh em. Đây, đá đây. Đó, 15.1 nè. 8.1 nè. Hoặc là anh em có thể chơi cái bộ đá có HP đấy. Đá này nè anh em. Đá ngọc xanh biển á, có 5% HP ha. À, cái này thì tùy vào cái ad của anh em nữa thôi. Đó là về cái con cà rốt anh em ơi. Rồi tiếp theo nữa đó là con Sugar anh em. Tiếp theo nữa là con Sugar. Thì con này nói chung là nó vẫn đang trong quá trình nghiên cứu anh em nha. Nhưng mà đối với lại anh em á, thì nếu mà anh em có điều kiện á, build con Sugar này lên E5 anh em. Nó ụp nón trúng ba đứa. Nếu mà ụp nón trúng được cái con Hijiri hoặc là con Bato của team địch á, thì nó sẽ khiến con Hijiri không thể nào hồi sinh được team. Và con Bato nó không thể nào là búp được cái khiên cho toàn team được anh em. Nên rất là lợi hại. Con này đi theo team hiệu ứng thôi. Còn cái lượng đam của nó bây giờ nó fit lại ẹ lắm anh em ơi. Con này đam rất là bé. Nên là anh em chỉ build lên để mà ụp cái nón thôi nha. Đi chung với lại cái team có hiệu ứng thôi. Đó cũng khá là ok. Con này thì nói chung là anh em build cho nó giờ chả biết build đường nào. Build theo đường cong á thì nó lại không có đam. Còn build theo đường tóc rồi các thứ á thì nói chung là con này thôi chúng ta gạt qua bên anh em ha. Con này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu anh em ơi. Chưa có lối đi cho em nó, nhưng mà nếu mà chúng ta đi chung với lại cái con cà rốt đó thì cũng khá là hợp lý. À, con này thì nếu mà đúng ra là build theo cho nó cái đường cong anh em, chí mạng sẽ thương chí mạng cũng hợp lý ha. Rồi con này chúng ta gạt qua bên đi anh em. Nói chung là ở vị trí gọi là gì ta, phụ, vị trí phụ ha. Rồi tiếp theo là con body lead anh em nhé. Con này thì quá mạnh rồi anh em ơi. Con này quá mạnh rồi. Anh em build cho nó má tóc để có thể hoa vũ được, xuyên được cái skill của con Jinbe luôn nha anh em. Con này nói chung là ít ai anh em lên được E5 thì cũng hơi khó một tí. Nên là anh em có thể build cho nó mát tóc nha. Đây mát tóc đây. Đó, gắn được còn những cái con bé nào có tóc luôn cũng được. Bộ đá thì anh em có thể mang đá tóc cho nó luôn anh em nha. Tóc cong càng tốt anh em. Có thêm cong nữa thì càng tốt. Để coi coi đây. Body lead. Rồi mát tóc luôn nha anh em. Trời ơi sao bộ này cùi. À mình xả hết mấy bộ xịn qua cho con Bato với lại con Hijiri rồi. Thì lấy gì con bò nó có đồ xịn nữa anh em, hết đá rồi. Đây anh em, có tóc nữa là ok anh em nha. Nhưng mà con này nó cũng sẽ nằm ở cái vị trí phụ thôi. Đó, nếu mà team địch có con Hijiri hay là con Bato ở hàng đầu á thì anh em gắn con nó lên hàng đầu anh em chơi. Đó là về con body lead anh em nha. Rồi tiếp theo nữa đó là con Aizikuzan anh em ơi. Con này đi chung với lại con MiH hoặc là bất kể team nào anh em, rất là ngon. Bởi cái khả năng băng ngục anh em, đóng băng AOE của nó, kỹ băng hà đó anh em. Đó thì nó sẽ xuyên mọi những mọi mục tiêu mà có miệng trống anh em. 1000 miệng trống nó còn xuyên được nữa mà. Đó nên là cái khả năng này anh em đi chung với lại team rất là ngon. Và đặc biệt cái băng ngục này nó sẽ là sát thương cuối lượt anh em. Đó nhiều khi là nó khắc chế luôn cả tụi Siki nè, khắc chế luôn cả tụi MiH đồ các thứ nữa anh em. Đó nếu mà tụi nó bị dính cái băng ngục này mà bị dồn đam nhiều quá thì nó cũng sẽ bị dính trưởng. Rồi nhưng mà bị cái nó có thêm một cái skill nữa, đó là nó sẽ có cái băng giáp cho tàn team, giảm sát thương cho tàn team phải nhận nè anh em. Đó là đam AOE ha. Và đặc biệt thì con này nó sẽ có là giảm tóc của kẻ địch, 200 tóc của kẻ địch nè, rồi giảm nộ của kẻ địch nữa anh em. Đây
khi bắt đầu lượt giảm 50 nộ của kẻ địch nè. Nhưng mà bị cái nó con LG Kuzan này, nó bị con Jinbe khắc chế ngay từ lúc ra tướng rồi. Đó thì đơn cử như là cái trừ nộ nè, thì đáng lẽ ra nó trừ toàn bộ phe địch, nhưng mà con Jinbe nó hút cái trừ nộ này luôn em, nên là nó chỉ trừ mỗi con Jinbe thôi. Và con LG Kuzan nó phế cái skill này luôn rồi. Rồi tiếp theo nữa là cái trừ tóc của toàn bộ team địch. Nếu mà con LG Kuzan này tóc cao hơn con Jinbe đó thì nó sẽ trừ được thành công toàn bộ team địch là 200 tóc. Còn nếu mà tóc thấp hơn con Jinbe á thì nó chỉ trừ mỗi con Jinbe thôi nha anh em. Jinbe bị hút, Jinbe nó hút luôn cái kỹ năng này luôn. Nhưng mà nếu mà con LG Kuzan thành công trừ được 200 nộ của cái địch đi chung với lại MH cực kỳ ngon. Bởi vì con MH nó có bộ skill đó là cái team địch đó anh em, mục tiêu mà có tóc thấp hơn con MH á thì nó sẽ ăn một đó là cái hiệu ứng y nhiếp. Hai á là bị ăn thêm nhiều đam anh em. À, thì con này thì nói chung là cũng khá là ok. Anh em có thể linh hoạt thay đổi những cái vị trí của cái slot 1 anh em nha, của cái team 1 nha. Rồi cách build thì anh em build cho nó mát tóc thôi anh em ơi. Con này phải mát tóc thôi. Đây, tóc cong nè, mát tóc cong anh em nha. Đây, chơi cho nó luôn cả cái vòng tinh lâm nè. Rồi, gắn những cái con bét này là hình như là mình con quỷ này nó có tóc đúng không ta? Quỷ khủng long bạo chúa này hình như là nó cũng có tóc này, để mình vô mình coi thử coi. Đợt gắn mà quên xem luôn nè, hình như là nó có cong. Khủng long bạo chúa này có cong thôi. À hình như có tóc nữa nè. Đúng rồi nè, 100 tóc độ nè anh em. Đó, có cả chí mạng nữa. Nói chung là con bé nào có tóc thì anh em cứ nhét vô cho con LG Kuzan thôi anh em. Làm sao cho con LG này tóc cao hơn con Jinbe của kẻ địch là chúng ta thành công trừ mỗi đứa 200 nộ. À rồi, cái nộ đầu tiên thì chắc chắn con Jinbe nó sẽ hút rồi, nhưng mà chúng ta phải canh me cái nộ thứ hai, nộ thứ ba trở đi thì con LG Kuzan này nó mới thể hiện được sức mạnh. Còn nếu mà anh em muốn nộ đầu mà trúng luôn toàn mục tiêu á thì bắt buộc anh em phải có con cá mập 3 sao. Trời ơi, con này là con quỷ anh em ơi. Cá mập 3 sao là con quỷ đấy. Đâu rồi ta? Nó xóa luôn cái nó xóa luôn cái sự tồn tại của con MH luôn anh em. Ờ của con Jinbe luôn. Đó nên là cái con LG Kuzan là nó vô một phát là nó nổ luôn anh em, nổ liền ngay lập tức luôn. Đây, đầu trận đấu khiến kẻ địch thủ cao nhất rơi vào trạng thái ẩn thân này, duy trì một lượt nè. À, căng chưa anh em? Cá mập 3 sao đâu phải dễ tìm đâu anh em. Mình quay rồi là tới cả ngàn mấy, 2000 cái la bàn luôn mà thấy đúng cái nịt không anh em. Cá mập bây giờ chưa lên được một sao nữa sao chơi. Rồi để mình đếm coi nãy giờ bao nhiêu con người ta. Jinbe nè. À, con Karot nè 2 nè, Bolilith là 3 nè, Hiyori là 4 nè, MH là 5 nè, con Sugar là 6 nè, Bato là 7 nè, LG là 8 nè, Shiki là 9 nè. Rồi còn một vài con nữa anh em nha, 3 con nữa đi. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với lại con Big Mom anh em ơi. Thì Big Mom là một cái con tướng đi meta hiện giờ khá là ok, nhờ cái kỹ năng bỏ qua hiệu quả kháng sát thương anh em. Bỏ qua hiệu quả kháng sát thương nha. Nhưng mà đặc biệt anh em còn nhớ cái con Karot không anh em? Nó sẽ có một cái khiên. À, mỗi lần vào trận thì nó sẽ búp một cái khiên anh em. Thì cái con Big Mom này mình có cảm giác như là nó xẹt một cái xuyên cái khiên của con Karot luôn anh em. Xuyên khiên luôn. Đó, nên là nhìn nó rất là ảo lòi anh em nha, nhìn rất là ảo ma. À, con này thì anh em có thể thay thế vị trí của, nói chung là team anh em thiếu đam quá đó thì anh em có thể chơi như thế này nè anh em. Chơi như thế này nè. À đây. Anh em không cần hiệu ứng nữa anh em, thì anh em chơi Big Mom luôn. À, chơi giống vậy nè. À, chơi như thế này anh em là team của chúng ta nó vừa có khiêu khích và Big Mom có thể xuyên được cái bất hoại của team địch nữa anh em, bất hoại của quỷ Bato nè. Đó, thì anh em có thể chơi cái team như thế này để chúng ta dồn đam tổng lực anh em nha. Nhưng mà team này thì nói chung là cũng nếu mà anh em không dồn đam được thì nói chung là cũng hơi yếu đấy. Hoặc là anh em có thể chơi như thế này, không có MH anh em chơi Shiki anh em. À, ok ha. Để mình BK thử cái team này. BK thử cho anh em coi luôn, BK ông nước muối luôn. Wow. Ông nước quên, ông nước muối, ổng có con cá mập 3 sao anh em thấy không? Có một cá mập 3 sao nó ẩn thân luôn cả cái con Jinbe của team mình luôn em, mã ơi xẹt. Đi bay màu hết rồi. Có cá mập 3 sao, con Karot anh em không cần phải lên E5. Bởi vì nó bỏ qua cái hút khiêu khích của con Jinbe đó. Đó, anh em thấy không, bên kia con Karot mới có level 260 à, nó khiêu khích toàn team. Trời ơi, đó là sự khó chịu của con cá mập 3 sao đó anh em. Chưa kể bên kia có MH nữa. Ôi ôi á, thôi trận này gãy anh em ơi. BK thử mà thử ngay chúng ông quái vật. Đó, anh em có thể chơi như thế như vậy anh em nha. Cách build Big Mom thì cũng khá là đơn giản. Anh em có thể build cho nó mát công anh em.
đây build mắt công hoặc là chí mạng, sát thương chí mạng đều được, nhưng mà mình thấy mắt công nó hợp lý hơn anh em ơi, đam nó ok la hơn. Đây Big Mom đây, công đây nè, công xuyên thủ rồi các thứ anh em nhét vô cho nó hết luôn. Rồi đây công nè, sát thương chí mạng, giảm sát thương chí mạng, cái này là xuyên thủ với lại sát thương chuẩn nè. Rồi đây là công nữa nè anh em, công miệng chống nè. Rồi đây thêm công nữa nè, đó đây thêm công nữa nè anh em, với lại thêm chí mạng nè. À rồi ở đây là thêm xuyên thủ nè. Đó nói chung là anh em cứ build cho nó là công hoặc là có xuyên thủ được các thứ thêm vào anh em, cho nó một cái lượng đam to, có nói chung là công xuyên đấy, anh em build cho nó công xuyên mình thấy nó ok hơn. Bét thì mình đang chơi rồng đỏ ha, anh em nhét những con bét nào tăng công cũng được. Rồi đá thì mình chơi đá công xuyên anh em ơi, đó mình thấy đánh khá là hiệu quả anh em, đam khá là to. Còn về cái bảo vật đó thì em chơi cho mình cái bá đao thử nha anh em. Nó vừa có công, vừa có chí mạng, vừa có sát thương chí mạng nữa. Big Mom nó rất là bị thiếu cái chỉ số chí mạng anh em, nên là anh em build cho nó thêm cái bá đao thử coi như thế nào nha. Rồi đó là về Big Mom. Còn thêm một con nữa đi anh em ơi, đó là con Kaido Hybrid anh em. Con Kaido này hiện giờ vẫn đang còn rất là mạnh anh em nha. Một vài trường hợp nó có thể lật kèo được luôn đấy. Cái cách build thì anh em cho nó max HP thôi anh em. Con Kaido này thì không cần phải nói nhiều rồi. Nhưng mà đối với lại cái meta hiện giờ đó, nếu mà em nó không vào trạng thái long thần á anh em, thì rất là dễ bị shut down ngay từ cái pha đầu tiên. Chưa kể bây giờ nó vào trận là nó bị dính cái khiêu khích của con Karos nữa anh em. Đây đơn cử cái trận đấu cho anh em xem luôn anh em. Rồi ta đây quýt chua đi. Như thế này. Nhưng mà được cái thì em nó có thể hút được cái nộ của con Karos anh em nha. Và cái đam của con hút được nộ Karos nè là không bị choáng. Hút được cái đam của con Big Mom, bởi vì Big Mom nó sẽ bem những cái con nào mà có HP cao nhất đó anh em. Đó nên là rất là khó chịu. Đây, chơi như thế này đi. Đây, ok. Đây anh em, có Kaido nè. Ố, ông này không bỏ Kaido rồi, bỏ ông khác nha. Đây cái team LOK này là chùm chơi Kaido luôn nè anh em. Chùm chơi Kaido. Kaido nếu mà anh em bảo kê tốt á, cho nó vào Long Thần thôi là nó là vẫn là một con quái vật rất là ok. Cái kèo này mà mình có cá mập 3 sao mình quơ một cái thôi là gãy hết bên kia luôn. Được thì ập chung ập cái nón được trúng con Hiyori một cái thôi anh em, một sẹt một thôi là đi hết. Mà bị cái không có cá mập 3 sao anh em ơi. Anh em thấy hồi nãy cái trận mình đánh với Lâm nước muối không? Không có cá mập 3 sao đó. Con MH nó sẹt cho một cái đi hết luôn anh em. Chịu gì nổi. Cái đó này hơn là chưa ập nón trúng mình đó nha. Rồi Kaido pha này vào Long Thần được là ngon nè. Được rồi anh em, nó vào Long Thần rồi đấy. Đó nên là ông nào mà không có Big Mom, không có Shiki, không có con MH thì anh em chơi Kaido được anh em nha. Để mình đếm coi bao nhiêu đứa rồi ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Còn một con nữa anh em ơi. Nói chung là cái vị trí cuối này anh em thì rất là nhiều con anh em. Để mà chúng ta đơn cử ví dụ như là Budin nè, Yusof nè, Akanu nè, Lawano nè, Yamato nè, Lunika nè anh em. Đó rất là nhiều cái con đơn cử anh em ơi. Đang còn rất là nhiều những con mạnh luôn. Nhưng mà chúng ta phải tìm ra được một cái team gọi là meta anh em, chúng ta chơi nó mới dễ được. Trời ơi, Kỷ Băng Hà về rồi. Thôi xong rồi, xóa Kỷ Băng Hà. Đúng rồi, ủa anh em thấy chưa, con Hiyori nó quạt một cái luôn, team mình nó hết Kỷ Băng Hà luôn em, hết sạch sẽ. Đây ba tô đây anh em, bây giờ ai mà không có ba tô là team nó mỏng như lá lúa vậy đó anh em, mỏng như lá lúa chơi không được đâu. Anh em để ý cái con Karos của mình nè, nó choáng cái con Kaido bên kia đâu có choáng được đâu anh em, bởi vì Kaido nó miễn dịch mà. Đó nên là nó có thể hút được cái choáng của con bò luôn, của con Karos luôn nha anh em, rất là ngon. Càng nổ Karos càng trâu, càng nổ Karos càng trâu anh em nhá. Một sẹt này là sẹt cuối cùng nè. Uầy, khó chịu. Cái vị trí cuối cùng anh em có thể chơi con Yusof vẫn còn đang rất là mạnh nè. Akanu là cái team Bluetooth hồi nãy là mình mới nói rồi đó anh em. Lawano đi chung với lại con Bato để mà tối ưu hóa cái khả năng bất tử cho team, nhưng mà bị khắc chế bởi con Big Mom nè cũng được nè. Yamato thì đi chung với lại con Aozikuzan đó anh em, để mà tăng thêm cái khả năng Kỷ Băng Hà nè. Ludica nói chung là hơi đuối rồi anh em nha, hơi đuối rồi.
những cái con tướng limit, ví dụ như là con con Aien Sabo với lại con Budin, thì nói chung là tụi nó cũng khá là đuối, do hiện giờ team của mọi người á, ai cũng có một con ba tua ở trong team anh em, nên là tụi nó dồn đam không có được nhiều đâu, chỉ có Bitmon là mới xuyên được thôi, nên là khá là khó nha. Rồi, đó là đơn cử về cái meta hiện giờ là nó sẽ là như vậy. Còn về cái meta và cũng như là cái vị trí của cái con của nó quất cái rớt xuống hạng 5 rồi, kệ bạ luôn đi anh em ơi. Đang có đấu trường anh em, Corida, và ngày hôm nay hơi bận nên là không biết là có tham gia được nhiều hay không đây. Mới bem lên được hạng 1 nó quất cái xuống hạng 5. Rồi, nói về cái team meta tương lai đi anh em nha. Thì meta tương lai thì mình chắc là mình sẽ chơi cái team như thế này. Team này nè anh em mới đúng nè. Vị trí này thì nó sẽ là như thế này. Đó, có thể thay thế vị trí anh em nha. Nói chung là tùy thôi, tùy vào mục đích anh em là đi team nào thôi. Akanu thì vẫn đang còn rất là ok anh em. Budin này ai có thì cũng có thể chơi được anh em ha. Rồi, để coi coi. Đây, nếu mà con tướng mới ngon á, xịn mịn á thì bỏ ra, gắn tướng mới vô. Ví dụ như là tướng mới là con Kin đi. Kin hỏa hoàng, Kin đúng không? Kin đâu rồi ta? Mình không có build Kin anh em ơi. Giờ đi kiếm con Kin khổ ghê. Thôi kệ bà luôn đi. Ví dụ như là nếu là Kin đi, gắn vô đây. À, nhưng mà để coi cái chất tướng và cũng như là skill nó như thế nào đã, con có hợp meta hay không anh em ơi. Bây giờ cái con tướng mới vào meta là con Karos rồi, nên là càng ngày cái vị trí đầu tiên nó càng chật chội anh em, nó càng chật chội nên là hơi khó anh em nha. Thử nhét thế này không ta. Thôi để từ tính sau anh em ơi. Rồi ok anh em ơi, đó là cái video ngày hôm nay. Và anh em nào mà đang có nhu cầu búp chiến trường thì anh em có thể inbox mình nha. Rep inbox hơi chậm anh em, nhưng mà được cái mình rep hết tất cả nên em yên tâm. Rồi các em ơi, đó là video ngày hôm nay ha. Ngày mai, chiều ngày mai chúng ta sẽ có video về vị tướng mới. Và mình sẽ lên clip phân tích về bộ skill rồi các thứ anh em nha. Nếu mà anh em thấy hay thì hãy cho một like dõi kênh. Và đừng quên để lại bình luận của anh em về cái meta hiện tại. Và đặc biệt á, thì anh em hãy dự đoán tướng mới đợt này là ai. Nhớ theo dõi kênh để đừng bỏ qua cái phân tích về tướng mới ngày mai anh em nha. Rồi ok, cái rất nhiều.